ý nghĩa của ngày Đức Phật xuất gia. Hàng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một niềm tin vĩ đại mà Đức Phật đã cho tất cả chúng sinh là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Vào ngày rằm tháng 4 năm 623 trước Công Nguyên, tại vườn Lâm Tỳ Ni gần thành Katila Vệ, một nơi hiện nay là vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đã giáng sinh, có tên là Tất Đạt Đa, là thái tử con vua Tịnh Phan và hoàng hậu Mada. Vua Tịnh Phạn trị vì một vương quốc nhỏ của bộ tộc Thích Ca. Thế nhưng với thời gian, do suy nghĩ sâu sắc và lòng thương người bẩm sinh, thái tử không thể nào can tâm một mình sống mãi trong nhung lụa giữa một xã hội bất công, một thế giới đau khổ. Thái tử sớm giác ngộ về tính tạm thời, tầm thường của hạnh phúc vật chất thế gian và có ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát, tìm ra con đường cứu vớt chúng sinh khỏi già, đau, chết và mọi nỗi bất hạnh khác của đời người. Ngài thấy cảnh đời Ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật mà là giả dối, mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Đặc biệt qua trải nghiệm thực tế ở bên ngoài, Ngài đã nhận thấy mình dù là thái tử con vua cũng không thể thoát khỏi cảnh già, đau và chết. Từ đó, thái tử nuôi dưỡng quyết tâm từ bỏ gia đình, xuất gia cầu đạo. Ngài thấy cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Lúc này, với thái tử, lâu đài, cung điện không còn là nơi thích hợp nữa. Lòng Ngài nặng trĩu tình thương chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Ngài càng thêm quyết tâm xuất gia cầu đạo, đi tìm con đường cứu khổ cho muôn loài. Nhằm đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch, thái tử từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai vàng, vợ con, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của một hoàng tử, khoác trên mình bộ áo màu vàng đơn giản của người tu sĩ. Từ nay bắt đầu cuộc sống không nhà cửa của người xuất gia cầu đạo. Khi đó Ngài mới 19 tuổi. Sau 49 năm thuyết pháp độ đời, bằng cuộc đời của Ngài và bằng những lời dạy của Ngài được kết tập lại trong ba tạng kinh điển: Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, Đức Phật đã khai thị cho loài người biết rằng bất cứ một người nào với sự nỗ lực của bản thân đều có thể vươn lên tới đỉnh cao nhất của giác ngộ và giải thoát như chính Đức Phật vậy. Khi vào trong đạo, Ngài là người có địa vị cao nhất, nhưng Ngài luôn rong ruổi trên mọi nẻo đường, gai góc để đưa dắt chúng sinh lên con đường hạnh phúc, an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Ngài thật là vô lượng, ân đức của Ngài thật là vô biên. Đó là lý do tại sao không có một tôn giáo nào, một hệ tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như đạo Phật.
tính nhân bản tuyệt vời của đạo Phật chính là ở chỗ đó. Tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành, gột sạch nội tâm để trở thành bậc thánh, một con người hoàn thiện về đức hạnh và trí tuệ. Mỗi người chúng ta đều có khả năng và bổn phận thực hiện lời dạy đó. Đó là bức thông điệp mà Đức Phật đã trao lại cho loài người chúng ta. Ý nghĩa của ngày lễ Phật xuất gia là bất cứ một người nào với sự nỗ lực của bản thân đều có thể vươn lên đỉnh cao nhất của giác ngộ và giải thoát như chính Đức Phật vậy.